con người luôn bị ràng buộc với tình cảm. Nhưng mọi thứ là tương đối, cho nên tình cảm cũng là một thứ rất dễ bị thay đổi. Chính vì vậy, tình cảm con người chúng không thể nhìn thấu được. Trong nỗi đau anh mệt nhỏi, trong phút giây anh đừng hỏi.